Linh mục Lộc Ngôn mùa Covid, thích làm lớn chuyện ta làm. Rất nhiều sự hoài nghi về sự chính danh của không ít vị linh mục đang giữ phận giao chính yếu sao giảng tin mừng, cử hành các bí tích và dẫn dắt đoàn chiên chúa giao phó. Trước đây, linh mục là người dâng thánh lễ, cử hành các bí tích, giảng dạy đức tin, luân lý, kinh thánh, là người của giáo hội, độc thân, xa rời thế gian, mặc áo rồng đen, một viên chức có quyền thế, một nhà quý phái có bàn tay trắng. Nhưng gần đây, hình ảnh linh mục tham gia vào các hoạt động chính trị như những cái gọi là vận động đấu tranh cho hòa bình, cho dân chủ nhân quyền, vận động phong trào yêu nước, chống tham nhũng, bảo vệ môi trường. Có thể thấy rằng, linh mục như một bức tranh đa sắc màu được vẽ lên bởi các gam màu sáng tối. Linh mục Trần Phúc Trì, quản xứ Đông Cường, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, chắc hẳn sẽ không bao giờ được vẽ lên bởi một gam màu tươi sáng. Một vị linh mục vi phạm pháp luật, làm trái hướng dẫn của giáo hội, lời răn dạy của Đức Chúa. Người đã bất chấp chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về phòng chống dịch Covid-19, vẫn tổ chức lễ với hàng trăm giáo dân tham gia. Biết xưng tội để nhận lỗi với Chúa, nhưng linh mục này lại không chịu nhận tội khi chính quyền làm việc. Khi làm việc với chính quyền thì linh mục này đã ngụy biện: đi lễ là việc của giáo dân, là quyền của họ, tôi không can thiệp, không hướng dẫn và cho rằng chuyện nhỏ chưa đáng làm như thế. Hay như thách thức chính quyền, thích làm lớn chuyện ta làm, với giọng điệu lưu manh, tự cho mình đứng ngoài vòng pháp luật, thách thức dư luận, bất chấp và coi thường chính quyền. Quy định hành lễ rất chặt chẽ, quy củ, giáo dân không được tự ý tổ chức. Trách nhiệm của linh mục là hướng dẫn bà con giáo dân và thánh lễ được tiến hành với điều kiện bởi chỉ một hay nhiều linh mục hay giám mục chủ tế hay đồng tế. Sắc lệnh trong thời gian dịch bệnh Covid-19 của Hồng Y Robert Sara, Bộ trưởng Bộ Phụng sự và Kỷ luật của Tòa Thánh Vatican đã ban chỉ, Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giáo phận Hà Tĩnh đã thông báo. Tại sao việc hành lễ trong mùa dịch lại đi ngược lại tâm tư nguyện vọng của bà con giáo dân mà ông vẫn bỏ qua mọi sự khuyến cáo? Phải chăng linh mục Trần Phúc Trì đã quá dựa vào chức thánh để lợi dụng hai chữ đức tin, ép buộc giáo dân làm điều trái ý Chúa? Linh mục là người đồng hành với giáo dân từ khi chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Trong những biến cố vui buồn của đời người, linh mục luôn hiện diện để đem đến cho họ ân sủng, phúc lành và sự an ủi của Thiên Chúa. Vì lẽ đó, linh mục được mọi người yêu quý và quý trọng. Linh mục Trần Phúc Trì, liệu rằng ông có xứng đáng đón nhận sự yêu mến và quý trọng đó hay không? Thiết nghĩ, không ít linh mục Việt Nam hôm nay đang trong cơn lốc tự do có phần không lành mạnh. Cơn lốc tự do này sẽ cuốn linh mục xa dần cây thánh giá. Nhiều nơi, thánh giá chỉ còn là biểu tượng, chứ không còn là bàn thờ để môn địa Chúa hiến tế chính mình. Đời linh mục có thể sẽ huy hoàng bên ngoài, nhưng lại hết sức thê thảm bên trong trước mặt Chúa.